Xin chào quý vị đã quay trở lại với Happy Home TV. Hôm nay mình xin giới thiệu cho quý vị một căn nhà độc lập, diện tích 100m², nằm ngay gần Ironman, cách mặt đường Thiên Lôi 50m. Trước khi đến với thông tin chi tiết, các bạn hãy bấm đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật được nhiều thông tin sản phẩm nhà đất đẹp, giá tốt tại Hải Phòng nhé. Chúng ta đang được đi qua cổng và sân riêng của căn nhà. Sân riêng này là nơi vui chơi lý tưởng cho nhà có trẻ nhỏ và là chỗ cho quý vị để ô tô tải còn đỗ được ấy chứ. Mặt tiền nhà được thiết kế sang trọng, kiến trúc tân cổ điển, ban công giả biệt thự, cửa cuốn điện, thêm cửa kính cường lực hai cánh. Nhà được xây 4 tầng móng cọc khoan nhồi, khung cột, tường 20. Bước vào trong căn nhà, ta thấy không gian vô cùng rộng rãi. Với diện tích xây dựng 60m², bàn ghế sofa đầy đủ. Pháp lý căn nhà gồm sổ đỏ chính chủ, giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế. Đi sâu hơn vào trong, ta thấy bức tranh tường được chủ nhà trang trí rất đẹp, tông màu xanh lá mát mắt. Đằng sau nhà là một không gian tiểu cảnh, rất rộng rãi và thoải mát. Theo mình nơi đây sẽ là nơi thư giãn nhất cho cả gia đình. Các bạn có thể tổ chức những buổi liên hoan cùng bạn bè, người thân, gia đình bạn có điều kiện, hoàn toàn có thể xây một bể cá koi hay hòn non bộ thì sẽ thật tuyệt vời. Gian bếp rộng rãi với tủ bếp làm bằng gỗ, tông màu trầm nổi bật. Đối diện tủ bếp còn có thêm tủ rượu cho quý vị đây. Cầu thang được bố trí ngay chính giữa ngôi nhà, với chất liệu gỗ, đá cầu thang cao cấp. Mình dắt bạn lên tầng 2, bên tầng 2 mình xem ngôi nhà tương lai nhé. Đập vào mắt chúng ta là một phòng khách lớn, với khung kính cường lực lớn, nhìn bao quát xung quanh. Nhìn từ góc này, ta mới thấy được sự thoáng đãng của phòng khách này, có thể quan sát được hết toàn bộ tầng 2 căn nhà chỉ qua một khung kính. Cấu trúc tầng 2 còn có thêm một phòng ngủ lớn, một nhà vệ sinh. Với vòi hoa sen, bình nóng lạnh đầy đủ, thiết bị vệ sinh đều của hãng Toto. Tiện tích xung quanh rất nhiều trường mầm non, cách trường cấp 3 Lê Chân 600m, ngay gần bệnh viện y học biển, siêu thị Ironman, có 3 bãi gửi xe gần nhà. Chúng ta cùng tiếp tục lên tầng 3 nào. Tầng 3 với cấu trúc, 2 phòng ngủ lớn, 1 nhà vệ sinh chung. Phòng ngủ được bố trí cửa sổ to, view đẹp hút ánh sáng tự nhiên. Với nhiều phòng ngủ như này, rất lợi thế cho gia đình nào có nhiều thế hệ, cửa phòng ngủ làm bằng chất liệu nhung Việt Pháp. Quên không nhắc các bạn là ngõ trước nhà 6m, xe tải lớn vào được thoải mái. Lên tầng 4 với thiết kế bao gồm phòng thờ, ban công thoáng mát. Đúng là không có sai khi nói nhà cao thì mát, với ban công này sẽ là nơi thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Đối diện phòng thờ là sân phơi, từ đây bạn có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố, thật tráng lệ, khung sắt đỡ chắc chắn, an toàn cho nhà có trẻ nhỏ. Như vậy, quý vị vừa cùng mình tham quan hết căn nhà, thật tuyệt vời phải không? Với diện tích 100m², xây dựng 4 tầng, ngõ rộng rãi, lại ngay gần mặt được Thiên Lôi, cách siêu thị Ironman hơn 500m, mà giá chỉ có 4.5 tỷ, một mức giá quá hợp lý. Đến đây xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị yêu thích căn nhà hoặc cần thêm thông tin gì, thì xin liên hệ theo số hotline của chúng tôi 0825 257 666 hoặc 02253 513 666. Xem nhiều sản phẩm hơn tại website happyhomehaiphong.com. Nếu thấy video hay, bổ ích, mời quý vị bấm đăng ký và bật chuông thông báo kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Happy Home, nơi hạnh phúc trở về.